Chính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ trong chuyên mục hôm nay trước hết mời quý vị và các bạn đến với phần tin tiếp đó là phóng sự khoa học công nghệ với nông nghiệp nông dân nông thôn bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết đồng chí Dương Ngọc Long phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh Huyện Phổ Yên vừa qua đã có buổi làm việc với lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên nhằm đánh giá kiểm điểm tiến độ các dự án xây dựng đường điện và đường giao thông khu vực khu công nghiệp Yên Bình, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên. Cùng dự còn có đại diện công ty cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình và các nhà thầu tham gia. Đối với đề nghị nâng công suất cung cấp điện cho việc mở rộng hoạt động của nhà máy Samsung Thái Nguyên, sau khi nghe ý kiến của nhà đầu tư, các sở ngành đơn vị liên quan Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu công ty Điện lực Thái Nguyên, Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên và Samsung Thái Nguyên cần phải xác định lại nhu cầu sử dụng điện phù hợp với thực tế. Về phía tỉnh đảm bảo sẽ cung cấp đủ nhu cầu sử dụng điện cho Samsung từ nay đến cuối năm 2015. Trước mắt, khi chưa hoàn thiện được hạ tầng về điện thì phía Samsung chủ động khắc phục. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý, bên cạnh việc cung cấp đủ điện cho nhà máy Samsung tại khu công nghiệp Yên Bình cũng phải tính toán phương án để không ảnh hưởng đến khả năng cung ứng điện cho các dự án đã và sẽ đi vào hoạt động trong thời gian từ nay đến cuối năm tại khu công nghiệp Điểm Thụy. Đối với các dự án giao thông, khó khăn lớn nhất hiện nay là vấn đề giải phóng mặt bằng, cơ chế về phương án bồi thường, chính sách hỗ trợ di chuyển. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, về nguồn lực, tỉnh đã tiến hành các bước để phát hành trái phiếu chính quyền địa phương nhằm huy động vốn tập trung cho các dự án này. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã bố trí một số nguồn vốn khác để đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị thi công có mặt bằng đến đâu cần đẩy nhanh tiến độ đến đó, đảm bảo hoàn thành sớm nhất các dự án theo cam kết với nhà đầu tư. Vừa qua tại Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên, Tri Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 30 năm hình thành và phát triển của Tri Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Với chức năng và nhiệm vụ được giao trong suốt chặng đường hình thành và phát triển của mình, Tri Cục đã luôn cố gắng nỗ lực vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt những đòi hỏi của tỉnh trong từng thời kỳ, qua đó, các đại biểu cũng đồng nhất cho rằng trong cơ chế thị trường và bối cảnh của nền kinh tế hiện nay thì vai trò và trách nhiệm của đội ngũ những người làm công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng lại càng được thể hiện rõ hơn. Một số điểm nổi bật rõ nét của hoạt động của tri cục đã được khẳng định trong thời gian qua như tính từ năm 2010 đến nay, tri cục đã triển khai áp dụng mô hình quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước cho 8 cơ quan chuyên môn trực thuộc các sở ban ngành của tỉnh, giúp cho việc thực hiện các quy trình xử lý công việc phù hợp với quy định của pháp luật, đồng thời mang lại hiệu quả trong công việc. Công tác thông tin tuyên truyền văn bản pháp quy về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh cũng đã được đơn vị triển khai thường xuyên. Kể từ năm 2010 tới thời điểm hiện tại, tri cục đã triển khai tuyên truyền cho trên 50 tổ chức với tổng số trên 800 lượt cá nhân. Cùng với đó là công tác kiểm tra giám sát đã được đơn vị thực hiện thường xuyên hàng năm theo kế hoạch kiểm tra đo lường đối với 30 đơn vị kinh doanh vận tải taxi, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh vàng bạc, kiểm tra đối với 50 cửa hàng kinh doanh ga khí hóa lỏng đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường. Sử dụng 1 m vuông gạch không nung so với 1 m vuông gạch nung kiểu truyền thống, giá thành giảm từ 20 đến 30%. Cường độ chịu lực cao hơn, nhà ở mát mẻ hơn, và điều đáng nói là không phải dùng chất đốt, không xả thải vào môi trường. Đó chính là những ưu điểm nổi trội của sản phẩm gạch không nung mang lại cho người tiêu dùng. Với đặc điểm sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ và giá thành rẻ, chất lượng sản phẩm cao, thời gian hoàn vốn nhanh, không mất nhiều công lao động, nguyên liệu chính được làm từ đất và phế thải xây dựng. Ngoài ra, gạch không nung còn có ưu điểm là không sử dụng nhiên liệu như than củi để nung gạch, từ đó đã góp phần tham gia bảo vệ môi trường, làm giảm chất độc hại gây ô nhiễm. Bên cạnh đó, được sản xuất theo dây chuyền đồng bộ tự động hóa dễ vận hành, thuận lợi trong quá trình sản xuất nên bề mặt của viên gạch phẳng kích thước đồng đều, tiết kiệm vữa, cách âm cách nhiệt tốt và chịu lực tốt. Do vậy, giá thành của sản phẩm gạch không nung rẻ hơn so với gạch nung thông thường từ 20 đến 30%. Tuy nhiên thực tế, những ưu điểm vượt trội của công nghệ gạch không nung mang lại cho các dự án xây dựng là có thật, nhưng hiện nay do thói quen sử dụng của người dân, đội ngũ xây dựng và chủ đầu tư nên gạch không nung vẫn chiếm phần rất nhỏ trong các dự án xây dựng hiện nay. quý vị và các bạn, những kết quả nghiên cứu của các đề tài dự án khoa học công nghệ thực sự cần thiết trong lao động và sản xuất là động lực quan trọng để phát triển bền vững nền kinh tế của đất nước, cung cấp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thông tin khoa học và công nghệ để ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa, phát triển kinh tế thị trường ở nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm nâng cao thu nhập Cải thiện đời sống cho cộng đồng dân cư ở nông thôn bằng các giải pháp khoa học và công nghệ để phát triển bền vững là một trong những mục tiêu cơ bản của chương trình nông thôn huyền núi giai đoạn 2011-2015. Ngay từ những ngày đầu dự án được phê duyệt, Trung tâm Thông tin Công nghệ đã tiến hành khảo sát hiện trạng hạ tầng và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại 36 xã thuộc 9 huyện thành thị của tỉnh Thái Nguyên và lựa chọn 10 xã triển khai thí điểm xây dựng mô hình điểm truy cập khai thác thông tin khoa học và công nghệ. Trong quá trình thực hiện, Trung tâm đã xây dựng cổng thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội với kho thông tin điện tử về khoa học và công nghệ gồm 500 phim khoa học và 10.500 thông tin tài liệu tiến bộ khoa học kỹ thuật được phân chia theo lĩnh vực: chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản, lâm nghiệp, công nghệ sinh học, bảo quản chế biến, bảo vệ môi trường, công nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế sức khỏe, an sinh xã hội. Cùng với đó, trung tâm đã xây dựng mỗi xã tham gia dự án một website được tích hợp trên cổng thông tin một kiosk thông tin hiện đại và tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng sử dụng máy tính, mạng internet cho người dân để người dân có thể chủ động tra cứu thông tin phục vụ sản xuất. Từ khi mà được đầu tư thì chúng tôi thấy rằng là uh, bà con cũng đã được tiếp cận với các cái thông tin trên cái trang khoa học kỹ thuật. Uh, tôi nghĩ rằng đây là một trong những các cái hình thức mà hướng dẫn và giúp cho bà con tiếp cận với khoa học kỹ thuật một cách là trực tiếp và hiệu quả nhất. Theo đánh giá của các xã tham gia dự án từ năm 2013 đến nay, bà con nông dân tại các địa phương luôn có nhu cầu được phổ biến các thông tin về khoa học kỹ thuật sản xuất, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Qua thực tế cũng cho thấy, mô hình cung cấp thông tin khoa học công nghệ xuống các xã đã gặt hái được những thành công nhất định, góp phần tăng cường tiềm lực cả về cơ sở vật chất và nhân lực công nghệ thông tin ở các địa phương, đồng thời thay đổi nhận thức và bổ sung kiến thức khoa học công nghệ cho người dân. Chính vì vậy, việc duy trì mô hình cung cấp thông tin khoa học công nghệ xuống các xã là rất cần thiết. hiện nay thì theo chúng tôi là cái phổ biến nhất là bà con các tầng lớp nhân dân lương phú chúng tôi tập trung vào hai cái kênh chính đó là nghe và nhìn. thế mà cái nhìn đây thì cái cổng thông tin của mình do vậy là được sở khoa học của công nghệ thông tin của tỉnh thái nguyên là đầu tư cho xã chúng tôi là thấy rằng là qua một năm trên một năm hoạt động là thấy phát huy được cái hiệu quả tốt trong cái công tác của tra cứu để áp dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Thế mà qua đây thì chúng tôi đề xuất với Sở Khoa học Công nghệ Thông tin của tỉnh Thái Nguyên là tiếp tục là cũng là quan tâm đến các cơ sở khác mà chưa có cái cổng thông tin này để làm tốt các tác, công tác tuyên truyền. Tuy nhiên, khó khăn chung hiện nay tại các xã xây dựng mô hình cung cấp thông tin khoa học công nghệ là cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin còn thiếu, nên việc khai thác thông tin khoa học công nghệ qua mạng Internet hiệu quả chưa cao. Do đó, các ký ốt thông tin được lắp đặt tại các xã sẽ không thể đáp ứng được hết nhu cầu sử dụng của người dân. Hơn nữa, quá trình vận hành, giám sát vận hành tại các xã là cán bộ kiêm nhiệm, nhiều xã vị trí lắp đặt còn chưa hợp lý và thuận tiện cho nhu cầu sử dụng của người dân, dẫn đến việc tiếp nhận và nắm bắt thông tin ở một số bộ phận người dân còn hạn chế. Cái khó khăn là cái cán bộ mà ở cấp xã thì tuy rằng đã được đào tạo về cái những được công nghệ thông tin, tức là đào tạo kỹ thuật viên cho họ cũng tính là 30 ngày thế nhưng mà đối với cái lĩnh vực công nghệ thông tin thì quả thật 30 ngày đối với một cán bộ cấp xã thì quả là không thấm vào đâu. vì vậy mà cái việc mà tiếp nhận cái cái cái, cái vấn đề kỹ thuật để mà sau duy trì cái dự án thì cũng còn gặp nhiều khó khăn. vì thế mà cán bộ ở trung tâm là luôn luôn là phải đi sâu đi sát rồi thì từng ngày là phải đến cùng với lại anh em cán bộ kỹ thuật viên ở các xã để uh, giúp người ta để người ta có thể tự tin sau kết thúc dự án thì sẽ vận hành được hiệu quả thực sự có được của dự án được ví như bài toán cấp số nhân mà ở đó những người đầu tiên tham gia dự án sẽ chính là những người truyền đạt tới những người khác khi thấy được tính ưu việt của việc sử dụng internet tra cứu kho dữ liệu thông tin khoa học công nghệ phục vụ việc nghiên cứu học tập và ứng dụng trong sản xuất và cũng từ cấp số nhân đó chúng ta tin tưởng vào tương lai không xa tỉnh thái nguyên sẽ có được một nền nông nghiệp năng suất chất lượng và hiệu quả quý vị và các bạn thân mến chương trình khoa học và công nghệ do đài phát thanh truyền hình thái nguyên và sở khoa học và công nghệ thái nguyên phối hợp thực hiện xin được dừng lại tại đây xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại